Những nguyên nhân gây ra ung thư đại tràng. Nhất, di truyền. Đầu tiên là hội chứng đại trực tràng không polyp, là một rối loạn di truyền trội, trong đó các bệnh nhân có một hoặc nhiều đột biến gen. Loại này có nguy cơ mắc 70-80% ung thư đại tràng. Loại thứ hai là đa polyp đại tràng gia đình. Do đột biến mất đoạn gen APC, người mắc đa polyp đại tràng gia đình có nguy cơ mắc 100% ung thư đại tràng. Thứ hai là yếu tố dinh dưỡng. Liên quan đến chế độ ăn nhiều thịt mỡ động vật và ít chất xơ, ăn thiếu các chất như vitamin A, D, canxi và folate. Thứ ba, môi trường. Người hút thuốc lá tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao gấp 2,5 lần so với những người không hút. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, rượu có thể là yếu tố nguy cơ gây ra ung thư đại tràng. Hạn chế việc sử dụng rượu bia không quá 2 ly mỗi ngày đối với nam và 1 ly mỗi ngày đối với nữ có thể làm giảm thiểu khả năng mắc bệnh. Thứ tư là các tổn thương tiền ung thư. Những bệnh như bệnh Crohn, bệnh viêm đại trực tràng chảy máu, bệnh polyp đại trực tràng nếu không được chữa trị kịp thời cũng sẽ dẫn đến bệnh ung thư. Thứ năm là bệnh tiểu đường type 2 cũng dễ mắc bệnh ung thư đại tràng. Khám sàng lọc đường tiêu hóa là biện pháp khoa học và hiệu quả để phát hiện sớm bệnh ung thư đại tràng và đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất. Hãy follow kênh để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích về sức khỏe.